Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Oji Status Review. Đây là số thứ 19, mình là JV. Sideshow Kanish 1.4 Scale sẽ là mô hình mà mình review trong ngày hôm nay. Trước khi đi về phần bình luận chi tiết của mô hình, thì hãy cùng mình lắp ghép mô hình Kanish của Sideshow 1.4 Scale trước đã nhé. Số thứ hai thì mình cũng đã giới thiệu về mô hình Kanish của XM Studio. Mình cũng xin được để link của số thứ hai ở phía dưới cho các bạn nào tiện theo dõi. Kanish là một trong những nhân vật phản diện mà mình yêu thích nhất ở trong Spider-Man. Đó cũng chính là lý do mà mình có hai mô hình Kanish khác nhau. Nếu bạn nào chưa biết về xuất xứ của Kanish thì các bạn có thể xem Venom 2 của Sony để biết thêm thông tin về nhân vật. Nào, còn bây giờ hãy đến phần thảo luận concept của mô hình Kanish của Sideshow 1.4 Scale. Như các bạn biết thì Kanish có một bộ áo giáp màu đỏ, có rất là nhiều tô đen. Đây cũng chính là màu chủ đạo của mô hình. Tay của Kanish có thể được biến đổi thành rất nhiều những loại vũ khí khác nhau như là dao, búa và rìu, như các bạn đã thấy ở phần mình lắp ghép mô hình. Mô hình Kanish của Sideshow được đứng trên một phần bê tông gồm rất nhiều những thanh kim loại. Dáng đứng của mô hình Kanish là dáng đứng thẳng, hơi khác với mô hình của XM ở số thứ 2. Về phần concept của mô hình Kanish của Sideshow thì cũng không có quá nhiều thứ đặc biệt của mô hình này. Giống như với các mô hình Kanish khác thì Kanish gồm rất nhiều những tua đen mỏng và dài. Do đó khi các bạn lắp ghép mô hình Kanish của Sideshow thì mình cần chú ý và cẩn thận. Do đó mình nghĩ mô hình chỉ ở mức đẹp vừa 7.10. Còn về phần design của mô hình thì đây chính là mô hình 1.4 của Sideshow. Với chiều cao của mô hình khoảng 59cm, bề ngang rơi vào khoảng 32cm và chiều sâu của mô hình thì vào khoảng 40cm. Mô hình này nặng khoảng 6.4 cân, tương đối nhẹ so với Kanish của XM Studio. Sẽ có 2.000 bản thường được đúc và 1.000 bản Exclusive cho mô hình này. Và đây là bản Exclusive. Với bản Exclusive thì bạn sẽ có thêm một chiếc đầu dùng để thay thế và sẽ có thêm một cánh tay đầu búa dùng để thay thế cho mô hình Kanish. Với giá bán chính thức trên website của Sideshow là 480 USD chưa bao gồm phí ship. Mô hình thì cũng không có hệ thống
đèn chiếu sáng. Về phần design của mô hình thì cũng không có quá nhiều những chi tiết nổi bật. Do đó 7.10 là điểm mà mình đánh giá cho mô hình Carnage này ở mức đẹp. Vậy là thời lượng số 19 của OG Status đã hết rồi. Bạn thích mô hình Carnage của hãng nào nhất? Hãy để lại quan điểm của bạn ở phía dưới phần bình luận cho mình biết. Và đừng quên nhấn nút subscribe, nhấn nút chuông để không bỏ qua bất cứ một clip nào của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.